Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Cảnh Anh lớp 4. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải sách vở luyện từ và câu để các bạn cùng bổ trợ và nâng cao tiếng Anh lớp 4 nhé. Bài số 2, I'm from Japan, tôi đến từ Nhật Bản. Rồi, từ vựng của chúng ta trong bài này bao gồm có các từ sau. Chúng ta đọc lại một xíu. Nationality, quốc tịch. Country, quốc gia. America, nước Mỹ. American, người Mỹ. Australia, nước Úc. Australian, người Úc. England, nước Anh. English, người Anh. Japan, người nước Nhật. Japanese, người Nhật. Vietnamese, người Việt Nam. France, nước Pháp. French, người Pháp. Malaysia, nước Malaysia. Malaysian, người Malaysia. Sydney, tên một thành phố ở Úc. New York, tên một thành phố ở Mỹ. Tokyo, tên một thành phố ở Nhật. Different, khác nhau. Flag là cờ. Rồi chúng ta xuống làm bài nào. Bài 1, look and write, nhìn và viết. Các bạn nhìn thấy hình này không? Đấy, nước Mỹ. Cho nên chúng ta sẽ ghi là America vào đây. Ở đây là Sydney, nước Úc này. Tòa nhà Sydney đó, Opera House đấy. Ở đây sẽ là Australia. Australia. Rồi đây, Nhật Bản đúng không? Japan. Tháp đôi này nè, là ở Malaysia. Còn đây là England, nước Anh. Tháp Big Ben. Đây là Nhật Bản, núi Phú Sĩ này. Phú Sĩ nha. Japan. Đây là Pháp. France. Rồi, hãy nhìn vào bài số 1 và hoàn thành. Đây. Ở trên đây là đất nước và bài dưới chúng ta sẽ viết thành quốc tịch. Câu số 2 là Australian. Chúng ta chuyển thành quốc tịch. Câu số 3 là Malaysian. Số 4 là English. Chúng ta chuyển sang quốc tịch đó. Số 5 là Japanese. Số 6 là French. Nước Pháp, người Pháp nhé. Rồi sang bài số 3, đọc và tô màu. Việt Nam, cờ Việt Nam. Bài này chúng ta phải lên mạng tra. Cái này cờ màu đỏ nè. Cờ màu đỏ. Cờ Anh nè. Cờ Nhật Bản nè. Cờ Mỹ này. Chúng ta lên mạng chúng ta tra nhé. Bài này bỏ qua cũng được, không cần làm được. Rồi xuống bài dưới hoàn thành. Bây giờ chúng ta có các từ sau. Chúng ta có các từ này, chúng ta hoàn thành nhé. Chúng ta đưa những cái từ này vô đây. Chúng ta có từ chu xài rồi đây. Xài rồi. Japan, your nationality, Japanese, from. Chúng ta điền vô nào. Nice to meet you. Cái này làm rồi. Where are you from? Okay. Where are you from? Chúng ta lấy màu đỏ nó đẹp. Rồi tiếp theo, I'm from, cũng đất nước, cho nên đây sẽ là Japan. CE, ở đây là quốc tịch. Japanese, cô ấy là người Nhật Bản. What thì quốc tịch của bạn là gì? What nationality are you? Nationality are you? What is your name? Bạn tên là gì? Chúng ta sang phần B là phần mẫu câu. Trong bài này các bạn sẽ học hai mẫu câu. Bạn được học hai mẫu câu đó là Where are you from? Hỏi bạn đến từ đâu? I'm from, cộng một đất nước. Và hỏi quốc tịch là What nationality are you? Bạn quốc tịch gì? I'm Japanese, I'm Vietnamese. Ok. Rồi chúng ta xuống đây. Cho nối này. Bây giờ đọc và nối. Nice to meet you. Chúng ta coi bài này nha.
ta coi nè. Rồi, nói nice to meet you là rất vui được gặp bạn, thì cái người kia họ phải đáp lại là nice to meet you too nhé. Câu số 2, where are you from, là bạn đến từ nước nào. Chúng ta phải tìm cái câu là I'm from, cộng đất nước, đó là câu D. I'm from Malaysia, tôi đến từ Malaysia. What nationality are you là mẫu câu trong lesson 2, đó là hỏi quốc tịch và trả lời là I'm cộng với quốc tịch, đó là câu B. I'm Malaysian. Câu 4, are you from England, đây là câu hỏi yes no, bạn đến từ nước Anh phải không. Cái này là yes I am, no I am not đó, câu A nhé. Is she American, cô ấy là người Mỹ phải không. No, she isn't, she English. Không phải, cô ấy là người Anh. What nationality is he, anh ấy là quốc tịch gì. He is English, anh ấy là người Anh. Vậy câu 1 gì? 1E, 2D, 3B, 4A, 5F và 6C. Xuống bài số 2, look and write nè. Look and write, bây giờ chúng ta có một cái bảng như thế này. Chúng ta có một cái bảng như thế này. Nên là tên chúng ta có 5 bạn tất cả. Tên này, thì city là thành phố này. City thành phố. Country là đất nước này. Đất nước này. Rồi nationality là quốc tịch này. Quốc tịch nha. Rồi chúng ta có Akiko. Akiko là gì? Là bạn Akiko đến từ Tokyo, Nhật Bản. Quốc tịch Nhật Bản. Chúng ta phải viết như sau. Akiko is from Tokyo. Tokyo, Japan. She is Japanese. Chúng ta viết như vậy đó. Rồi chúng ta sẽ viết nha. Câu số 2, Tony đâu? Tony Sydney. Vậy là Tony is from Sydney. Cho chữ nhỏ lại, chữ hơi to quá. Ok, cho 18 thôi. Tony is from Sydney. Phẩy nè, Australia. Australia. Rồi he is Australian. Ok. Rồi Linda thì đến từ London đúng không? Is from London. England. CE English. Ok. CE English. Rồi Tom. Tom is from New York. Is from New York. Phải America. Và he is American. Câu số 5, Mai đến từ is from Hà Nội. Việt Nam. CE Vietnamese. Quốc tịch Việt Nam. Rồi chúng ta xuống bài dưới, viết dấu tích cho câu trả lời đúng và sửa lại câu bị sai. What nationality are you? I'm Japan gì? Phải sửa lại chỗ này thành I'm Japanese, quốc tịch. Where are you from? I'm from Japan. Câu này là đúng rồi. Ok, đúng. Câu này đúng. Không sai. Anh dấu tích. Rồi, are you England? Bạn là nước Anh phải không? Bạn là nước Anh phải không? Câu này như vậy thì gì nhỉ? Sai rồi. Vậy chúng ta phải sửa thấy. Bạn là người Anh phải không? English. Are you English? Ok. Hoặc là Are you from England? Bạn đến từ nước Anh phải không? Hai câu này thì được nha. Rồi chúng ta xuống câu dưới, các bạn đọc câu dưới nè. Is she from English? Cô ấy đến từ người Anh phải không? Là sai, ở đây phải là quốc tịch. Phải là quốc tịch mới được. Quên, phải là đất nước. Nếu có chữ from phải là đất nước chứ không phải là quốc tịch. Cho nên ở đây chúng ta sẽ sửa thành đất nước là England nhớ các bạn. Câu 6 này, is he from England? Yes he is. Vậy câu này chuẩn xác rồi, câu này đúng, không phải sửa nhá. Câu này đúng, phải dấu tích. Rồi chúng ta xuống bài dưới, look and answer, hãy nhìn và trả lời. What nationality are you? Các bạn để ý đây là cái gì, các bạn biết không? Đây là tượng nữ thần tự do. Tượng nữ thần tự do là một biểu tượng của nước Mỹ đấy. Biểu tượng của nước Mỹ. Cho nên đây người ta viết là đây American này. Rồi
Where is he from là hỏi anh ấy đến từ nước nào. Các bạn thấy tháp Eiffel không? Đây là tháp Eiffel là ở nước Pháp. Nước Pháp. Nước Pháp thì các bạn sẽ viết là anh ấy thì sẽ là he is from France. Anh chàng này là sumo này. Sumo. Vậy thì sumo là gì? Nhật đó các bạn. Nhật Bản đấy. Cho nên hỏi là anh ấy là người Anh phải không, là sai rồi. No gì? He isn't. Các bạn know he isn't. Xuống đây, where is he from? Đây là nước Anh các bạn. Biểu tượng của nước Anh, tháp Big Ben nước Anh. Cô ấy đến từ đâu? Chúng ta sẽ trả lời là see from. See from in gì? Nước Anh là England. Rồi, cô này đến từ Nhật Bản phải không? Cô gái này đúng là người Nhật rồi. Kimono. Đây là bộ kimono đó. Kimono là trang phục của Nhật Bản nha, trang phục của Nhật Bản. Cô này đến từ Nhật Bản phải không? Đúng rồi, là Z gì? ZCE. Rồi, hai người này đến Nhật Bản phải không? Mà các bạn thấy cái nón không? Nón này là biểu tượng của nước nào? Của nước Việt Nam chúng ta. Mình có hỏi là are they from Japan? Vậy là sai, no ha. Chủ ngữ ở đây là đây, vậy là no they aren't. No they aren't nha. Rồi, chúng ta xong bài số 2 rồi. Và chúc các bạn học thật tốt nha. Chúc các bạn học thật tốt. Ở nhà các bạn nhớ ôn bài những cái từ vựng về con người, từ vựng về đất nước và con người là quốc tịch đó. Học các đất nước này, học quốc tịch này, học mẫu câu hỏi bạn đến từ đâu, học mẫu câu hỏi quốc tịch của bạn là gì. Ok, goodbye, see you later. Hẹn gặp lại các bạn trong bài số 3.